Cái ý tưởng của mình ở đây là gì? Mình sẽ gắn các cái hình sản phẩm lên trên một cái hình vector nào đó để mình xoay cái hình vector nha. Đó. Đây các bạn, mình gắn các cái sản phẩm lên trên một cái hình tròn hoặc cái hình đa giác. Để chọn cái hình này thầy vẽ nè. Giữ phím shift cho nó đều ha. Phím shift cho nó đều. Đó, ví dụ giờ mình lấy 5 hình thôi. Lấy 5 hình thôi. Mình cho nó lớn lên các bạn, canh tâm vào giữa này. Rồi đặt chỗ ở đây giữ shift cho nó to lên ha. To lên. Canh tâm vào giữa này. Nhấn Ctrl Home để cho nó vào giữa trang giấy. Công việc tiếp theo của các bạn là các bạn sẽ thêm các cái hình sản phẩm vào đây. Đó, ví dụ có 5 hình. Và mình sẽ tiến hành mình gán nó lên. Mà muốn thấy nó thì mình kéo cái layer này xuống dưới này. À, các cái hình sản phẩm các bạn scale cho nó nhỏ vừa phải đi. Cái đồng hồ này là vừa rồi nè. Cái laptop này là vừa rồi nè. Cái máy này thì hơi to. Các bạn sẽ scale nó lại. Scale nó lại. Ha. Tiếp tục cái tai nghe này cũng to nè. Các bạn scale nó lại. À, cái iPhone này to quá nè. Scale nó lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ sắp xếp nó vào thôi. Cái đồng hồ này các bạn đặt đúng vị trí này. Rồi cái laptop này các bạn đặt đúng vị trí này. Nó tương đối thôi. Không cần chính xác 100% đâu. Anh này đặt đây ha. Anh này các bạn đặt góc đây. Anh này đặt góc trên này. Còn các bạn muốn náp, các bạn bật cái này lên nè. Đó. Thì nó sẽ náp đúng vị trí thôi. Không cần phải lo lắng nhiều ha. Sau khi các bạn đã gắn chính xác vào các cái vị trí thì các bạn sẽ tiến hành các bạn link hết 5 cái sản phẩm của các bạn vào hình vector, link vô. Và mở chế độ 3D. Mở chế độ 3D để mình sẽ xoay cái trục, xoay cái hình màu đỏ này các bạn theo trục X 90 độ. Bấm cho thầy phím R, trục X của các bạn đây nè. Các bạn xoay 90 độ, 90. Được chưa? Sau khi các bạn xoay 90 độ rồi, không nhìn thấy nó nữa, cứ yên tâm đi, cứ tạo cho thầy một cái camera. Nha. Đó, trên camera này chúng ta sẽ chọn là True North 2 điểm để điều khiển nó linh hoạt hơn. Depth of Field. Depth of Field là làm gì các bạn? Xóa phòng. Đó, mấy cái giá trị này các bạn có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào chứ không phải là tạo ra là nó chết luôn đó. Rồi, sau khi các bạn đưa camera vào thì các bạn sẽ chọn tất cả các sản phẩm. Các bạn sẽ nói là tự động xoay vào camera. Thì mình chọn hết các layer sản phẩm, mình lít phải, mình nói là Transform. Chọn Auto Orient. Chọn là Orient Toward Camera. Đó. Vậy là nó sẽ tự động nó xoay vô. Được không? Cái hình của thầy này bây giờ lớn hơn rồi nè. Cho nên là các bạn sẽ thấy các cái sản phẩm nó có một cái chiều sâu. Có một cái chiều sâu. Rồi khi nó có chiều sâu có nghĩa là nó nằm xa cái camera đó. Thì lúc này các bạn sẽ xóa phông nó tốt hơn. Đó, lúc này các bạn mở cái thuộc tính camera lên. Mở thuộc tính camera lên. Các bạn sẽ zoom nó. Zoom nó để đẩy cái sản phẩm các bạn xa hơn. Đẩy cái sản phẩm các bạn nó xa hơn. Đó. Xa hơn. Được chưa? Rồi bạn nào muốn xoay chở thêm xoay chở. Còn muốn để y chang vậy cứ để nha. Và mình biểu diễn qua cái gì các bạn? Biểu diễn qua cái hình vector này nè. Hình shape này nè. Đó, mình ẩn nó đi, mình chỉ lấy nó để mình xoay các cái hình thôi. Vậy lúc này các bạn sẽ lấy cái trục Z các bạn xoay. Được chưa? À, từ 0 cho đến 1 giây. 0 cho đến 1 giây. Mình sẽ xoay cỡ 5 vòng. Thì rõ là 5x. Đó, lúc này nó sẽ trả về cái vị trí ban đầu. Nha, đúng 5x là nó xoay 5 vòng, nó trả về vị trí ban đầu. Sau đó có khoảng 3 giây để các bạn đứng yên, hoặc 4 giây các bạn đứng yên, các bạn hiện cái thông tin của sản phẩm. Một giây tiếp theo, mình sẽ xoay thêm 5 vòng nữa, có nghĩa là tổng cộng nó 10 vòng. Cộng với 60 độ, xin lỗi,
cộng với 360, 360 chia cho 5 hình bằng 72 độ. Vậy là chỗ này các bạn chỉ ghi là 72 độ. Đó, vậy là nó sẽ chạy qua hình thứ hai. Đó, và các bạn coi ha. Đây. Thứ nhất là nó xoay 5 vòng các bạn, cho nên là nhìn nó hơi bị chóng mặt đây. Đó, rồi nó trả về cái vị trí hình thứ nhất. Xoay tiếp 5 vòng, trả về cái hình thứ hai. Hiểu chưa? Mình xoay nhiều vòng mà mình thêm cái hiệu ứng làm mờ khi nó diễn hoạt nữa thì nó hay hơn. Cái đoạn này mình cho nó lớn lớn lên các bạn, lớn lớn lên để hiện hết thông tin của sản phẩm. Đó, đây. Đó, đứng yên hiện hết cái thông tin, sau đó xoay vài vòng hiện cái hình thứ hai. Mình sẽ chọn một cái sản phẩm nào làm cái vị trí này. Trước mắt là cái sản phẩm của các bạn là cái máy nghe nhạc. Đó, các bạn zoom nó xa ra như thế này. Rồi, các bạn có thể xoay xoay nghiêng nó lên bằng cách là orbit camera. Mình xoay nhẹ một cái nha các bạn. Xoay nhẹ một cái cho nó nghiêng nghiêng. Các bạn muốn dời sản phẩm xích lên thì các bạn sẽ dùng là chắc XY. Các bạn kéo lên chút. Đó. Đồng thời các bạn ẩn cái nền màu đỏ này đi, thế là xong. Ẩn đi là xong. Kịp chưa? Đó. Bây giờ ở cái vị trí đầu tiên này. Ở vị trí đầu tiên thì các bạn sẽ bật cái keyframe của trục Z lên. Với một giây đầu tiên, mình sẽ xoay cái hình này khoảng 4 vòng. 4 vòng thì các bạn sẽ ghi vào đây là 4X. 4X. Đó. Các bạn thấy không? Lúc đầu nó sẽ xoay, mới vào là nó sẽ xoay liên tục 4 vòng. Sau đó nó sẽ đứng yên ở cái máy nghe nhạc. Đứng yên trong bao nhiêu giây? Đứng yên trong bao nhiêu giây? Ví dụ như là đứng yên trong 4 giây đi các bạn. 4 giây các bạn bật. 4-5 giây gì đó tùy mình. Mình bật cái keyframe. Vậy là ở đây xoay 4 vòng nè. Đứng yên trong 4 giây để các bạn hiện thông tin của cái máy thứ nhất. Một giây tiếp theo, tiếp tục xoay thêm 4 vòng nữa sẽ là 8X. Đó. Nhưng mà 8X nó vẫn quay lại cái hình này các bạn. Các bạn sẽ cộng thêm 60 độ để nó sẽ chuyển qua cái hình thứ hai. Vậy chỗ này các bạn sẽ ghi thêm 60 độ. Đó. Vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó xoay 4 vòng nè. Sau đó nó cộng thêm 60 độ để chuyển qua hình thứ hai. Đó. Tiếp tục các bạn đứng yên. Đứng yên trong vòng bao nhiêu giây đó tùy mình. Đó. Và tiếp tục xoay thêm 4 vòng nữa. 4 vòng nữa thì ở đây sẽ là bao nhiêu các bạn? 4 nữa là bao nhiêu? Có phải là 12X không? Đó. Cộng thêm 60 độ thì bên này có phải là 120 không? Đó. Tiếp tục đứng yên trong 4 giây. Và 1 giây tiếp theo sẽ xoay qua sản phẩm thứ 3. Thì lúc này các bạn sẽ cộng thêm 4 nữa là 16X. Anh này cộng thêm 60 độ là 180. Đó. Vậy dễ hiểu chưa các em? Tiếp tục các bạn xoay thêm 4X nữa là 20X. Đó. Anh này cộng thêm 60 độ nữa là bao nhiêu các bạn? Có phải là 240 không? Phải không? Đó, rồi tiếp tục đứng yên nè các bạn. Đứng yên. Xoay thêm 4X nữa sẽ là 16X. Đó. Cộng thêm 60 độ có phải là... Ủa? Sao chỗ này có 120 vậy? Rồi. Bấm lộn rồi. Nhấn Ctrl Z quay lại ha. À, rồi chỗ này đứng yên nè. À, cái đoạn này là đoạn đứng yên ha. Tiếp tục xoay thêm 4X nữa, đó là 24. Cộng với 60 độ nữa là 300 độ. Đó. Và cứ như thế các bạn, cứ như thế đứng yên ha. Đứng yên. Xoay thêm 4X nữa là 28. Anh này sẽ là 360. Phải không? Cộng với 80 nữa là 380 độ.
Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ tiến hành các bạn xem lại cái diễn hoạt nha. Đây các bạn. Lúc nó đứng yên là các bạn sẽ recombine nó và các bạn sẽ tự động thêm cái thông tin để giới thiệu về cái sản phẩm này. Vậy thì ở đây các bạn sẽ bật cái tính năng là làm mờ, enable motion lên. Rồi các cái sản phẩm các bạn mờ khi các bạn xoay. Đó. Rồi, thế là cái đoạn mà nó xoay về nó sẽ rất là mờ ha. Đây các bạn.